Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin ở trong nước. Sau khi được lắp đặt vội vã ngay trong đêm hôm nay ngày 21 tháng 1 thì lần đầu tiên xe buýt nhanh BRT của Hà Nội đã được chạy trên những làn đường riêng có giải phân cách cứng. Tuy nhiên thì việc lắp đặt chỉ được thực hiện tại một số đoạn tuyến và không xuyên suốt, do đó các phương tiện khác thì vẫn có thể đi vào làn đường của buýt BRT. Trên hình ảnh là 200m giải phân cách cứng đầu tiên được lắp đặt từ khu vực nhà chờ Giảng Võ đến nút giao cắt La Thành Giảng Võ. Việc đi lại của buýt nhanh BRT thì có thuận tiện hơn nhờ phân cách cứng, nhưng vẫn không thể ngăn hết được các phương tiện lấn làn. Ô tô lấn làn còn nhiều hơn cả xe máy và thậm chí là có cả xe biển xanh và cả đoàn xe tang. Lắp giải phân cách cứng khiến cho diện tích lưu thông dành cho các phương tiện khác thu hẹp. Và trong ngày hôm nay, trên đường Giảng Võ đã liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông dù không phải là giờ cao điểm. Vâng, theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, giải phân cách cứng được làm bằng nhựa nhẹ để tránh việc xảy ra thương tích nếu có va chạm. Tuy nhiên thì chắc hẳn nhiều người vẫn chưa có thể quên được việc là Hà Nội đã từng thất bại trong việc phân làn đường bằng giải phân cách cứng cách đây khoảng vài năm thôi. Và không những người dân không chấp hành mà giải phân cách cứng đã còn gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Vâng, và thế nhưng xe buýt BRT thì không thể không có làn đường riêng muốn nó vận hành nhanh một cách thuận lợi. Trên thế giới thậm chí người ta còn làm những cái làn đường riêng và cố định ở hai bên những cái giải phân cách để ưu tiên cho xe buýt nhanh. Vì thế để hạn chế nguy cơ tai nạn thì nhiều người cho rằng là cần có những cái cảnh báo rõ ràng để người dân tránh va chạm với các giải phân cách. Còn về ý thức của người dân thì nếu xử phạt qua camera và xử phạt thật nặng thì chắc chắn là sẽ hạn chế được cái tình trạng mà phương tiện cố tình lấn làn vào làn của buýt nhanh như vậy.